Em không nói được. Các em, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục với hai tiết lý thuyết tiếp theo, đấy là bài tràn khí màng phổi. Trước khi bắt đầu bài học, thì thứ nhất là các em sẽ tắt tất cả các mic của các bạn đi nhé, để không bị ảnh hưởng vào cái thu âm của cái bài học ngày hôm nay. Mục tiêu của bài giảng của ngày hôm nay, thứ nhất là với sinh viên Y4, thì các bạn phải nắm được các cái triệu chứng lâm sàng và những cái xét nghiệm cận lâm sàng để chuẩn đoán tràn khí màng phổi. Thứ hai, các bạn phải trình bày được phân loại cũng như là các cái nguyên nhân của tràn khí màng phổi. Và thứ ba là các bạn trình bày được các cái nguyên tắc điều trị của tràn khí màng phổi. Như chúng ta đã biết, bình thường khoang màng phổi là một cái khoang kín và nó không có oxy, không có khí ở trong đó. Và vì một lý do nào đó mà nó tổn thương như là rách cái lá thành hoặc là rách cái lá tạng màng phổi thì làm cho xuất hiện cái không khí ở trong khoang màng phổi thì được gọi là tràn khí màng phổi. Triệu chứng lâm sàng của tràn khí màng phổi, thứ nhất là nó phụ thuộc vào triệu chứng toàn thân, triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực thể. Triệu chứng toàn thân thì nó phụ thuộc vào căn nguyên gây bệnh thì có thể dẫn đến các cái triệu chứng toàn thân khác nhau. Ví dụ những bệnh nhân mà có những cái tổn thương lao phổi, như là bệnh nhân có những cái hang lao mà bệnh nhân bị vỡ hang lao, thì bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng toàn thân của bệnh lao, như là bệnh nhân có sốt về chiều, bệnh nhân có cảm giác ngây ngấy về chiều, vã mồ hôi về đêm, bệnh nhân kèm theo là có gầy sút cân, hoặc là bệnh nhân có những cái triệu chứng như là da xanh, rồi là có những cái hội chứng thiếu máu do cái tình trạng nhiễm trùng mãn tính. Còn có những cái trường hợp mà bệnh nhân tràn khí màng phổi do là những cái bệnh lý như là bệnh lý trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng toàn thân của bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, như là cái tiền sử là bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lào nhiều năm, rồi là bệnh nhân có tiền sử nhiễm trùng phổi tái đi tái lại nhiều lần, và cái tính chất khó thở của bệnh nhân thì càng ngày càng tăng dần lên. Thì đấy là những cái triệu chứng mà nó liên quan đến cái bệnh lý và dẫn đến cái tràn khí màng phổi. Thì cái cơ chế mà tràn khí màng phổi thì với mỗi bệnh thì nó sẽ có cái cơ chế khác nhau. Ví dụ như trong lao phổi thì do là nó tổn thương cái nhu mô phổi có cái dạng hang lao và nó vỡ ra, tức là nó tổn thương cái nhu mô cái lá tạng của màng phổi và nó dẫn đến là cái khí nó lọt ra bên ngoài và dẫn đến là có khí ở trong khoang màng phổi, tràn khí màng phổi. Thế còn trong cái trường hợp mà bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tức là bệnh nhân có cái tình trạng giãn phế nang quá mức, tức là ứ khí ở phổi quá mức, và khi mà gặp một cái điều kiện thuận lợi thì cái khí ở khoang màng phổi ở cái phế nang đấy nó sẽ bị vỡ ra và nó dẫn đến là tràn khí màng phổi. Thế rồi là trong những cái trường hợp mà chúng ta bị chấn thương, gãy xương sườn chẳng hạn, thì cái xương sườn nó sẽ làm cho là gì, rách cái lá tạng cũng như là gì, rách cái lá thành, và cái xương đấy nó làm thủng nhu mô phổi và dẫn đến là có khí lọt vào trong khoang màng phổi và dẫn đến là tràn khí màng phổi. Thế thì cái triệu chứng toàn thân trong cái tràn khí màng phổi nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái bệnh cảnh căn nguyên mà dẫn đến tràn khí màng phổi. Triệu chứng cơ năng ở trong tràn khí màng phổi thì như chúng ta đã biết, vì tràn khí màng phổi là chúng ta đã học triệu chứng từ năm Y3 rồi, đúng không? Thế thì cái triệu chứng mà nổi bật nhất của nó đấy là cái triệu chứng đau ngực, và thường thì cái hoàn cảnh xuất hiện cái triệu chứng đau ngực này là tính chất của nó là tính chất đột ngột. Tức là khi mà bệnh nhân có một cái hoàn cảnh nào đó, ví dụ như là bệnh nhân sau một cái lao động nặng, mang vác nặng, hoặc là bệnh nhân qua một cái buổi tập thể thao, hoặc qua là một cái trận ho, hoặc là bệnh nhân có làm những cái động tác mà bê vác, mà cúi người xuống, đứng lên, thì những cái trong tình huống như vậy thì bệnh nhân có đột ngột đau ngực. Thế thì các em nhớ ở đây đấy là cái tính chất đột ngột. Thế và khi mà đầu tiên thì bệnh nhân đau đột ngột và tính chất đau nó như là xé ngực, tức là mức độ đau nó rất là nhiều, rồi đau là chói lên. Đấy. Thế và sau đó thì nó thay vì cái cảm giác đau ngực thì nó sẽ thay bằng cái cảm giác là căng tức nặng ở cái vùng bên ngực mà bị tràn khí màng phổi. Và sau đó thì cái triệu chứng khó thở nó sẽ càng ngày càng tăng dần lên. Thế thì khó thở là cái triệu chứng tiếp theo mà có thể gặp ở những cái bệnh nhân mà bị tràn khí màng phổi. Khó thở thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ tràn khí màng phổi, và thứ hai là nó phụ thuộc vào loại tràn khí màng phổi. Thì đương nhiên là gì, những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi số lượng nhiều, tràn khí màng phổi toàn bộ và làm cho cái nhu mô phổi
nó không thể nở ra được, thì những trường hợp đấy sẽ khó thở hơn so với cả những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi số lượng ít hoặc là tràn khí màng phổi khu trú. Rồi nó dựa vào cái loại mà tràn khí màng phổi, ví dụ như là tràn khí màng phổi áp lực thì chắc chắn là sẽ khó thở rất là nhiều so với cả những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi không áp lực. Thế và trong những cái trường hợp tràn khí màng phổi áp lực thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bệnh nhân có thể có sốc. Sốc ở đây nó có hai tình huống. Thứ nhất là sốc là do đau, và thứ hai nữa là sốc là do tình trạng suy hô hấp nó dẫn ra. Bệnh nhân có thể mặt tái, vã mồ hôi, mạch nhanh, chân tay lạnh và có thể có tụt huyết áp. Và thêm vào đó là bệnh nhân có tình trạng tím và đo SpO2 thì cũng rất thấp. Đấy, đấy là cái tình trạng khó thở có thể gặp ở những cái bệnh nhân mà tràn khí màng phổi. Triệu chứng thực thể, tam chứng Galea đấy là một cái triệu chứng điển hình nhất, đặc trưng nhất của tràn khí màng phổi. Khi mà chúng ta khám phổi thấy có tam chứng Galea, tức là khi mà chúng ta sờ thấy dung thanh giảm, có vang và nghe thì thấy dì dào phế nang giảm, thì những cái trường hợp như vậy là chúng ta đã chứng minh là có tam chứng Galea. Và khi mà chỉ cần thăm khám có tam chứng Galea thì có nghĩa là bệnh nhân đấy là có cái tràn khí màng phổi. Tuy nhiên là đấy là với những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi thể tự do, thể toàn bộ và gì số lượng khí tràn khí nhiều. Thế thì nó cũng có những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi số lượng ít, chỉ có một chút ở đỉnh phổi thôi, hoặc là tràn khí màng phổi khu trú, thì nhiều khi là chúng ta sẽ không thể khám được đầy đủ cái tam chứng Galea. Thì trong những cái trường hợp như vậy chúng ta có thể gặp là chúng ta nghe tiếng rì rào phế nang nó có thể giảm hơn so với cả cái vùng phổi ở những vùng phổi khác hoặc là vùng phổi ở bên đối diện. Thì đấy là một trong những cái mà chúng ta có thể nghi ngờ là bệnh nhân có cái tràn khí màng phổi, và chúng ta sẽ kết hợp thêm những cái xét nghiệm cận lâm sàng để mà chuẩn đoán xác định. Thế và với những cái bệnh nhân mà tràn khí màng phổi, chúng ta phải lưu ý khám thêm cái dấu hiệu là có tràn khí dưới da hay không. Thì chúng ta sẽ phải là gì? Khi mà chúng ta phải làm động tác sờ, đúng không ạ? Sờ vùng cổ, vùng ngực để xem là có cái dấu hiệu lép bép ở dưới tay hay không. Thì khi mà những cái bệnh nhân mà có cái tràn khí màng phổi để kết hợp thêm có cả tràn khí dưới da nữa, thì chúng ta phải lưu ý có thể là bệnh nhân bị tràn khí trung thất nữa. Đấy là một trong những cái dấu hiệu gợi ý là bệnh nhân có tràn khí trung thất hay không. Thế và khi mà có tràn khí trung thất, cả tràn khí dưới da và tràn khí màng phổi, thì một trong những cái căn nguyên mà người ta phải hỏi liên quan đến hỏi bệnh ấy, chúng ta lúc đấy có thể lúc đầu chúng ta chưa nghĩ ra để hỏi bệnh, nhưng mà khi mà chúng ta thăm khám thấy là gì, có cái tràn khí dưới da, thì chúng ta phải quay lại hỏi bệnh nhân xem là bệnh nhân khi mà ăn uống ấy, thì có bị hóc xương hay không. Thế có rất là nhiều những cái trường hợp mà người ta ăn người ta bị hóc xương. Thế và cái xương đấy thì nó làm thủng thực quản và nó gì làm thủng cả cái lá tạng mà ở phần sát với cả phần trung thất, và nó gây ra cái tình huống là tràn khí trung thất và dẫn đến vừa tràn khí trung thất, tràn khí dưới da và tràn khí màng phổi. Thì đấy là cái mà chúng ta cần phải thăm khám ở trong cái phần thực thể của tràn khí màng phổi. Thế rồi đối với cả những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi áp lực, thì khi mà thăm khám chúng ta sẽ thấy là cái lồng ngực mà bên tràn khí thì nó sẽ vồng lên, căng phồng ra so với cả cái bên lồng ngực mà gì không bị tràn khí màng phổi. Các cái gọi là cái di động theo nhịp thở là gần như là nó không có. Thế và nếu mà chúng ta vào dùng tay mà chúng ta thăm khám ấy, chúng ta sẽ thấy là cái lồng ngực bên đấy là nó căng cứng lên. Thì với những cái trường hợp như vậy mà kết hợp với việc là bệnh nhân khó thở và suy hấp rất là nhiều, thì chúng ta sẽ phải xử lý cấp cứu luôn. Chứ lúc đấy không phải là chúng ta chờ chụp X quang để xác định xem là có đúng tràn khí màng phổi không thì mới xử trí. Mà khi gặp những tình huống như vậy, bệnh nhân có tình trạng suy hấp ở trên lâm sàng, thấy lồng ngực một bên căng vồng lên và khám thì có tam chứng Galea, chứng tỏ bệnh nhân đấy là đã có tràn khí màng phổi áp lực rồi, và chúng ta phải xử lý cấp cứu ngay lập tức. Chúng ta sẽ lấy một cái kim và chúng ta thì chọc vào khoang lên sườn hai đường giữa đòn để mà gì cái không khí ở bên trong nó có thể lồng ngực có thể xì được ra bên ngoài, và để giảm áp bớt cái áp lực ở trong khoang màng phổi đi và làm cho phổi có thể nở ra được hơn. Thì đấy là cái xử trí cấp cứu cho những cái bệnh nhân mà bị tràn khí màng phổi áp lực. Thế thì với những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi nhiều, thì nếu mà tràn khí màng phổi ở bên phải, chúng ta có thể phát hiện được cái dấu hiệu đấy là mất vùng đục trước gan, đúng không? Chúng ta khi mà chúng ta khám với động tác gõ ở phía trước ngực thì chúng ta sẽ thấy là cái diện đục của trước gan là sao? Nó giảm đi, bị mất đi. Đấy. Còn nếu mà trong trường hợp mà tràn khí màng phổi mà số lượng nhiều lại ở bên trái, thì nó có thể gây cái tình huống là bị
vì đè đẩy trung thất thì làm cho tim thì có thể bị đẩy qua phải. Thế thì khi mà chúng ta nghe nghe tim thì chúng ta có thể thấy là gì, cái mỏm tim nó không còn ở cái vị trí giống như giải phẫu ban đầu nữa, mà nó đã bị đẩy lệch sang bên phải hơn. Thì đấy là khi mà trường hợp tràn khí màng phổi nhiều, chúng ta có thể phát hiện các cái dấu hiệu như vậy. Thế còn ở đây thì chúng ta cũng đã nói đến những cái tràn khí mà dưới da rồi. Thế thì một trong những cái xét nghiệm mà lâm sàng thì chúng ta đã có tam chứng Galea là một cái triệu chứng đặc trưng điển hình nhất của tràn khí màng phổi. Thì cái X quang phổi sẽ là một trong những cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh mà giúp cho chúng ta có thể chẩn đoán xác định được cái việc là có tràn khí màng phổi hay không. Thế thì X quang phổi thì người ta sẽ phải chụp ở hai tư thế, đấy là tư thế thẳng và gì tư thế đứng, tức là bệnh nhân chụp ở tư thế đứng và gì chụp phim X quang phổi thẳng. Thì khi mà bệnh nhân đứng như thế thì khí nó sẽ theo nguyên tắc chung, để là khí thì thường bay lên cao, thì chúng ta có thể phát hiện được dễ dàng cái việc mà bệnh nhân có tràn khí màng phổi hay không, đặc biệt là những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi số lượng ít. Đấy. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà những cái có những bệnh nhân nặng mà người ta không thể đứng được mà bệnh nhân phải chụp ở tư thế nằm, thì người ta sẽ có một số những cái dấu hiệu để phát hiện được cái tràn khí màng phổi với X quang phổi nằm. Thế thì với triệu chứng của X quang của tràn khí màng phổi, đấy là người ta sẽ thấy là cái phổi bên bệnh ấy thì nó quá sáng và nó bị mất đi những cái vân ở phổi. Và nhu mô phổi thì thường co về phía rốn phổi và có thể thấy là gì? Cái màng phổi lá tạ ấy. À, nếu mà trong trường hợp tràn khí màng phổi không nhiều chẳng hạn, thì chúng ta có thể thấy được cái đường viền của cái lá tạ. Thế rồi khoang lên sườn thì giãn rộng ra, và những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi nhiều hoặc là tràn khí màng phổi áp lực thì tim cũng như là trung thất có thể bị đẩy sang bên này và cơ hoành thì hạ xuống thấp. Thế thì các em sẽ nhìn trên cái slide trên cái màn hình ở đây. À, chúng ta có hai cái hình ở hai bên. Một bên là tràn khí màng phổi toàn bộ ở bên phải. Thế còn một bên là tràn khí màng phổi ở bên trái. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là gì? À, khi mà tràn khí màng phổi chúng ta sẽ thấy là gì? Cái trường phổi bên phải nó to lên so với cả cái trường phổi ở bên trái. Rồi là gì? Cái vân phổi là nó sẽ không còn nữa, đúng không? Chúng ta sẽ quan sát so sánh hai bên. Thì vân phổi là gì? Trên phim X quang, vân phổi là nó là những cái dạng mà giống như là những cái hình lưới ở trên phổi, như là những cái mạng lưới thì hoặc là những cái mạng nhện, để chúng ta tưởng tượng như thế. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là những cái vân phổi đây, nó đang chạy đây. Thì bản chất nó là những cái mạch máu mà được phân chia rất là nhỏ, càng ngày càng nhỏ dần để nuôi ở những cái vùng ngoại vi của phổi. Thì trong những cái trường hợp tràn khí màng phổi chúng ta thấy rằng là gì? À, khí nó lọt vào khoang màng phổi, tức là nó lọt vào giữa cái lá thành và lá tạng của màng phổi. Chính vì thế mà nó là làm cho cái nhu mô phổi bị co rúm lại về phía rốn phổi ở đây. À, co rúm ở đây. Và gì giữa cái lá thành với cái lá tạng đấy là gì? Không còn vân phổi nữa. Chúng ta thấy ở đây là gì? Nó chỉ còn một cái màu đen thôi và không còn thấy gì cái mạng lưới phổi đây nữa. Thế và cái nhu mô phổi thì nó co rúm về phía rốn phổi. Thế và ở trên cái trường hợp này là còn là tràn khí màng phổi nhiều và có thể là tràn khí màng phổi áp lực nữa, cho nên là gì? À, cái phần trung thất tim này và phần trung thất này cũng như là cái khí quản phế quản đây là bị đẩy sang bên đối diện. Đấy, thì các em có thể nhìn thấy ở cái hình đầu tiên. Tương tự như vậy với cái trường hợp mà tràn khí màng phổi ở bên trái thì chúng ta cũng so sánh hai bên, đúng mà chúng ta thấy rõ ràng hơn là trong cái trường hợp mà tràn khí màng phổi ấy, thì cái phần mà gì? À, phần phổi ở bên tràn khí là nó đen hơn, trong khi đó thì là gì? Ở cái phần phổi lành ở bên phải ở đây chúng ta vẫn còn nhìn thấy là gì? Những cái vân phổi đấy, như là những cái mạng lưới ở đây, chia những cái nhánh nhỏ nhỏ ở đây, mạng lưới ở đây. Thế và chúng ta thấy là gì? À, nhu mô phổi ở bên tràn khí thì bị co rúm về phía rốn phổi và cái phần trung thất thì bị đẩy sang bên đối diện, tức là đẩy sang bên phải với cái trường hợp mà tràn khí ở bên trái. Các khoang liên sườn thì giãn rộng ra và cơ hoành thì bị đẩy xuống thấp. Thì chúng ta phải biết một số những cái mốc mà xem vị trí của cơ hoành ở trên X quang, đúng không? Thế thì bình thường thì cái vòm hoành nó sẽ thường cắt với cả cung trước của xương sườn số 6. Thế thì chúng ta sẽ nhìn cái hình mà tràn khí màng phổi bên phải ở đây, thì chúng ta thấy rằng gì? À, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6. Thì cái cung trước của xương sườn số 6 nó sẽ nằm ở đây. Thế nhưng mà cái vòm hoành thì sao? Nó bị hạ xuống thấp, đúng nào?
nó thấp hơn rất là nhiều, phải thêm một khoa liên sườn nữa so với cả cái cung trước của xương sườn số 6. Đấy, đấy là cái trường hợp mà chúng ta biết là thế nào gọi là cái vòm hoành bị hạ xuống thấp. Thế và bình thường thì vòm hoành ở bên phải sẽ phải cao hơn vòm hoành bên trái độ khoảng 2 cm cho đến 3 cm, hay là bằng một cái khoang liên sườn. Thì chúng ta thấy ở đây là gì? À, vòm hoành ở bên phải thấp hơn vòm hoành ở bên trái, chứng tỏ là vòm hoành ở bên phải là gì? Bị đẩy thấp hơn. Đấy, tương tự như vậy với cái vòm, với cái trường hợp mà ở tràn khí màng phổi ở bên trái. Thế thì một cái nguyên tắc mà khi mà chúng ta để chúng ta có thể phát hiện dễ dàng cái việc là bệnh nhân đấy có tràn khí màng phổi hay không, thì đầu tiên bao giờ chúng ta cũng sẽ cố gắng là vẽ cái đường viền lá tạng. Khi mà chúng ta nhìn thấy tràn khí ở đâu thì chúng ta sẽ nhìn, chúng ta vẽ cái đường viền lá tạng ra. Thế và sau đó thì chúng ta sẽ xem là gì, giữa cái đường mà chúng ta vừa vẽ cái lá tạng ra xong với cái lá thành, tức là cái gì, cái sát mà cái thành ngực ở đây, giữa đó thì có còn vân phổi hay không. Nếu mà giữa cái đường viền lá tạng mà chúng ta vẽ ra với cả cái lá thành mà nó không có vân phổi thì đấy là tràn khí màng phổi. Còn nếu mà các em vẽ ra xong mà các em lại thấy là gì, giữa cái đường mà mình vẽ với cả cái đường lá thành vẫn còn thấy vân phổi thì đấy, à đấy là giả tràn khí màng phổi chứ không phải tràn khí màng phổi. Giả tràn khí màng phổi có nghĩa như thế nào? À, đấy là những cái trường hợp mà không, bệnh nhân không bị tràn khí màng phổi nhưng mà có những cái ở trên thành ngực nó làm cho chúng ta bị giả. Ví dụ có những bạn là gì, à, nhìn cái đường bừa viền của cái xương bả vai, à, các bạn bảo đây tràn khí màng phổi đấy ạ. Thế thì chúng ta vẽ một cái đường viền của xương bả vai và chúng ta thấy là gì, cái đường viền đấy với cả gì, cái đường viền của cái lá tạng thành ngực ở đây là nó vẫn, à, trong những cái trường hợp mà nó vẫn còn vân phổi thì có nghĩa đấy không phải là gì tràn khí màng phổi, mà nó chỉ là cái bờ trong của cái xương bả vai. Khi mà gì, nếu mà bệnh nhân chụp với tư thế không không tốt thì cái xương bả vai nó không được đẩy ra hết hai bên ngoài của hai cái chiều phổi, để chính vì thế mà người ta vẫn nhìn thấy. Thế rồi là với bệnh nhân nữ, à, có rất nhiều trường hợp là gặp với bệnh nhân nữ thì người ta, à, nhiều bạn sẽ chỉ nhầm là gì, à đây ạ, tràn khí màng phổi vì em nhìn thấy một cái đường viền của cái ở đây và ở bên dưới này thì nó có vẻ đen hơn, ở đây là tràn khí màng phổi. Nhưng chúng ta phải lưu ý là gì, à đây là cái đường viền của gì, của vú đúng không, hay là gọi là bóng vú. Thế và giữa cái bóng vú, đường viền của bóng vú và gì, các cái phần của thành ngực ở đây, ở bên dưới chúng ta vẫn còn nhìn thấy những cái nhánh mà gì, vân phổi nó vẫn chia nhánh ở đây, thì có nghĩa là cái trường hợp này không phải là tràn khí màng phổi mà chúng ta đang chuẩn đoán nhầm, à đấy là giả bóng vú. Thế rồi là ở những cái bệnh nhân mà nhiều tuổi, những bệnh nhân già thì họ hay có những cái nếp lằn da, hoặc là những cái bệnh nhân mà lại có những cái vết vết sẹo và sơ sẹo ở trên da, người ta phẫu thuật hay người ta làm gì đó mà người ta có cái vết sẹo ở trên da. Thế thì khi mà chụp lên thì nó có thể tạo thành những cái đường giả, và khi mà chúng ta nhìn những cái đường giả như thế chúng ta dễ dễ nhầm đấy là đường viền của cái lá tạng. Thế nhưng mà chúng ta lưu ý là nếu mà khi mà nhìn thấy cái đường đấy mà chúng ta thì thấy là gì, à, giữa cái đường mà chúng ta vẽ với cả cái thành ngực mà nó vẫn còn vân phổi thì có nghĩa là đấy không phải là tràn khí màng phổi. Đây cái hình ảnh tiếp theo ở đây các em có thể nhìn thấy đây là một cái trường hợp tràn khí màng phổi mà gì, số lượng rất là ít đúng không, và nó chỉ khu trú ở một chỗ thôi, ở vùng đáy phổi. Thế chúng ta sẽ nhìn thấy là gì, cái mũi tên trỏ màu trắng ở đây là nó đang chỉ đến cái đường viền lá tạng. Đường viền lá tạng nó rất là mảnh ở đây này, đấy rất là mảnh ở đây. Thế và gì, ở giữa đây là chúng ta không nhìn thấy gì, vân phổi. Thế còn ở bên trong này chúng ta nhìn thấy vân phổi, nó như là cái mạng nhện đấy. Đấy, nó cứ như là cái mạng nhện mờ mờ ảo ảo mạng nhện ở đây. Thế và ở bệnh nhân này thì còn có cái tù góc sườn hoành nữa, tức là có gì, có cả tràn dịch màng phổi một chút nữa. Rồi với hình ảnh tiếp theo chúng ta cũng thể thấy đấy là một cái trường hợp tràn khí màng phổi khu trú. À, đây là ở một cái bệnh nhân mà đầu tiên là bệnh nhân là bị tràn dịch màng phổi. Sau đó thì bệnh nhân được can thiệp là chọc hút dịch màng phổi. Và sau khi chụp chọc hút dịch màng phổi xong thì người ta thấy là bệnh nhân có cái tình trạng là có đau ngực tăng lên và có khó thở hơn thì đã được chụp phim X quang phổi. Và khi chụp phim X quang phổi về thì người ta thấy là gì? À, cái vùng phía đáy phổi ở bên trái, à, nó có bị tràn khí màng phổi đúng không? Và tràn khí màng phổi này không phải toàn bộ mà là chỉ khu trú ở đáy phổi bên trái thôi. Thế và gì? À, chúng ta nhìn rõ ở đây là cái đường viền của lá tạng. Và ở bên trong này là sao? Không còn có vân phổi nữa. Và một phần cái nhu mô phổi ở phía dưới này nó đang bị gì, à bị co, bị xẹp lại vì nó không nở được, cho nên là gì, nó mờ hơn, hay gọi ở đây là mình nhìn thấy là gì, nó trắng hơn đấy so với cả những cái vùng phổi khác. Thì đấy là cái trường hợp mà
tràn khí màng phổi khu trú ở bên trái. Một cái phương tiện nữa có thể giúp cho chúng ta hỗ trợ chúng ta trong việc mà chuẩn đoán tràn khí màng phổi đấy là các lớp vi tính. Các lớp vi tính lồng ngực thì nó sẽ giúp cho chúng ta chuẩn đoán trong những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi mà chúng ta cần phải phân biệt đấy là tràn khí màng phổi hay là bóng kén khí lớn ở trong phổi. Có rất là nhiều những trường hợp khó. Bệnh nhân đến với chúng ta, mặc dù chúng ta nhìn trên phim X quang thì thấy là cái vùng phổi đấy nó không còn vân phổi nữa, nhưng lâm sàng là ra bệnh nhân không có biểu hiện khó thở, không có biểu hiện đau ngực, thì nhiều khi chúng ta phải cẩn thận, bởi vì có những cái bệnh nhân mà nó có những cái bóng khí lớn ở phổi thì chúng ta có thể chuẩn đoán nhầm nó là tràn khí màng phổi. Thế mà nếu mà chúng ta chuẩn đoán nhầm mà chúng ta xử lý đặt cái sông dẫn lưu vào trong cái ổ kén khí ở phổi thì nó sẽ có thể là gì, không liền được và bệnh nhân sẽ phải chuyển đi phẫu thuật. Thế thì cái cắt lớp vi tính có thể giúp chúng ta thứ nhất là phân biệt cái trường hợp giữa tràn khí màng phổi với những cái trường hợp mà kén khí ở phổi lớn. Thế và rồi cắt lớp vi tính thì còn giúp cho chúng ta chuẩn đoán trong những cái trường hợp khó, tức là những trường hợp mà tràn khí màng phổi rất là ít mà lại tràn khí màng phổi khu trú, thì nhiều khi với phim X quang phổi thẳng và X quang phổi nghiêng chúng ta không thể phát hiện được. Thế và chúng ta có thể dựa vào cắt lớp vi tính. Thế và cắt lớp vi tính ở đây thì các em lưu ý là chúng ta phải chụp các lớp vi tính lớp mỏng 1 mm độ phân giải cao thì mới giúp cho chúng ta nhìn thấy được là những cái vùng mà nó bị tràn khí hoặc là nhìn thấy được những cái bóng kén khí nhỏ ở trong phổi. Rồi với cái phim mà các lớp vi tính ngực lớp mỏng 1 mm độ phân giải cao hay còn gọi là HRCT thì nó còn giúp cho chúng ta là gì? Giúp cho chúng ta phát hiện được nguyên nhân dẫn đến tràn khí màng phổi. Đấy là phát hiện được những cái bóng kén khí rất là nhỏ. Thì nếu mà chúng ta mà chụp phim các lớp vi tính thường, tức là gì? Lớp dày ấy, lớp dày của nó tức là thường là từ 8 mm cho đến 1 cm, thì nhiều khi như vậy chúng ta chụp như vậy nó sẽ bỏ sót đi những cái kén mà nó lại nhỏ hơn 1 cm và chúng ta không nhìn thấy. Chính vì thế mà chúng ta phải chụp cái các lớp vi tính lớp mỏng 1 mm nhá, cho những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi. Đấy, trên phim ở đây là các em đang nhìn thấy một cái lát cắt của cái phim các lớp vi tính, và cái lát cắt này người ta gọi là thuộc về cửa sổ nhu mô. Vì sao người ta gọi là cửa sổ nhu mô? Bởi vì là người ta nhìn thấy được các cái phần mà gì, nhu mô phổi, tức là cái vân phổi đấy, nó chia ra ở đây, các em nhìn thấy không? Thế và chúng ta thấy ở đây tràn khí màng phổi đây, giữa lá thành và lá tạng đây có một cái khoảng mà nó đen xì hẳn luôn đây, thì đấy là tràn khí màng phổi. Và cái nhu mô phổi hay là cái phân thủy phổi, thủy phổi thì nó bị co lại đấy, nó có cái đường viền đây, người ta gọi là đường viền lá tạng, và cái thủy phổi nó bị co nhỏ lại hơn. Thế và ở đây là gì, cái đầu ở đây chúng ta nhìn thấy ở đây là gì, có một cái ống sông ở đây, đấy chính là sông dẫn lưu để dẫn lưu vào trong khoang màng phổi. Và gì, nó có cái phần ở đây là tràn khí dưới da, tràn khí dưới da ở tại cái vị trí mà chúng ta mở sông dẫn lưu vào trong khoang màng phổi. Thế và với cái phim mà gì, các lớp vi tính lớp mỏng độ phân giải cao thì giúp cho chúng ta chuẩn đoán với những cái trường hợp mà gì, kén khí phổi lớn ở phổi, đúng không? Thế với cái phim mà X quang thì nhiều khi chúng ta chụp chúng ta không biết là cái này là tràn khí màng phổi khu trú hay là cái này nó là một cái kén khí, bóng kén khí lớn ở phổi, thì với cái phim chụp các lớp vi tính họ dựng hình lên, họ có thể đánh giá được là đây là kén khí chứ không phải là gì, tràn khí màng phổi. Thế rồi là với cái phim lớp mỏng độ phân giải cao chúng ta có thể nhìn được là gì? Cái căn nguyên mà dẫn đến tràn khí màng phổi là gì? Như là ở cái hình trên slide ở đây, chúng ta nhìn thấy là phần phổi, trong cái nhu mô phổi bệnh nhân có rất là nhiều những cái hang tròn tròn nhỏ nhỏ, đúng không nào? Đấy, những cái tổn thương hang nhỏ nhỏ. Và chính những cái tổn thương này khi mà nó vỡ ra thì nó sẽ dẫn đến là bệnh nhân có cái tràn khí màng phổi. Và số lượng ở bệnh nhân này tràn khí màng phổi số lượng rất là ít, nó chỉ tạo ra cái đường viền rất là nhỏ ở đây thôi. Thì với những cái đường viền nhỏ như thế này thì với phim X quang là chúng ta cũng không thể nhìn thấy được. Chính vì thế mà chúng ta gì phải có cái các lớp vi tính thì mới có thể là gì thấy được cái tràn khí này. Rồi đây là một phim X quang của một cái bệnh nhân. Thế thì bây giờ cô thử hỏi một bạn xem là các em có thể nhìn thấy gì ở trên cái phim X quang phổi này. Cô mời bạn Trần Minh Đạo. Bạn Trần Minh Đạo có nghe thấy không? Dạ em có ạ.
Thế thì Đạo có nhìn thấy rõ hình ảnh không? Dạ em có ạ. Thế thì Đạo nhận xét cho cô là cái với cái phim này thì em nhìn thấy hình ảnh tràn khí màng phổi ở bên phổi nào? Em cô là theo em là bên phổi Tràn phải khí ạ. màng phổi ở bên phổi phải. Và theo em thì nhu mô phổi ở đây thì nó có bị xẹp không? Bị co lại không? Em cô là chưa thật, chưa 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 xẹp ạ. Chưa xẹp. Theo em hiểu khái niệm thế nào là xẹp? Xẹp là không còn nhìn thấy nữa, hay là xẹp thì là như một cái co rúm lại, như một cái nắm đấm ở ở rốn phổi, hay là nó như thế Theo nào? em thì xẹp nó là co nhỏ lại ạ. Co nhỏ lại. Thế thì em thấy ở đây là cái nhu mô phổi với Đạo thì Đạo thấy là ở đây là nó chưa co nhỏ lại à? Em so sánh với cả cái phổi ở bên trái thì em thấy nó như thế nào so với bên trái? Nhu mô phổi nhá, chứ không phải là gì cái lồng ngực ở bên bên phải nhá. Em có xác định được cái nhu mô phổi nó là chỗ nào không? Cái thùy phổi ấy. Là em chưa. Đạo chưa? Thế thì em dựa vào đâu mà em nói là tràn khí màng phổi ở bên phải? Tại vì em thấy buổi bên phải là có đậm hơn. Bên phải đậm hơn. Tức là nó đen hơn Dạ à? vâng ạ. Đen hơn. Phần đen đấy thì nó có còn phân phổi không? Đã không ạ. Không còn vân phổi nữa, đúng không? Thứ nhất là nó đen hơn, và thứ hai là mình phải quan trọng nhất để là mình thấy phổi toàn bộ hay là tràn khí màng phổi khu trú. Theo em là tràn khí hay là tràn khí toàn bộ ạ? Tràn khí màng phổi toàn bộ, đúng không? Vì nó là bị cả từ trên cho đến tận gì phía dưới của phổi, đúng không nào? Thế và rồi cảm ơn bạn Đạo. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là một cái trường hợp tràn khí màng phổi ở bên phải. Thì chúng ta sẽ vẽ được một cái đường viền lá tạng ở đây. Đây, đi theo cái con trỏ của cô đang đi. Đây chính là cái đường viền lá tạng. Đường viền lá tạng thực ra bản chất nó là gì? Chính là cái thùy phổi bên phải, là nó còn có 3 thùy phổi. Thùy trên, thùy giữa và thùy dưới. Thì khi mà tràn khí màng phổi thì cái nhu mô phổi nó bị gì? Xẹp lại, nó bị xẹp lại. Thì khi mà nó xẹp lại thì chúng ta mới nhìn ra được là gì? Cái ranh giới của cái thùy phổi đấy. Thì chính là chúng ta gọi là vẽ cái đường viền của lá tạng là như vậy. Thì đây là cái đường viền của lá tạng. Và chúng ta thấy là gì, giữa cái đường viền này với cả cái thành ngực bên ngoài này, giữa đây là không thấy còn vân phổi nữa, có nghĩa là tràn khí màng phổi. Và cái tràn khí màng phổi này thì từ thùy trên cho đến dưới đáy đều không thấy, có nghĩa là tràn khí màng phổi toàn bộ. Thế và mức độ ở đây thì chúng ta thấy là mức độ nhiều nhưng mà chưa đến mức độ là gì, tràn khí màng phổi như kiểu áp lực, nhưng mà cũng gọi là vì là cái gì, cái sự đè đẩy trung thất ở đây là có, nhưng mà cái mức độ của nó chưa chưa nhiều, cũng là gì, hơi lệch một chút, được bị đẩy một chút sang bên bên trái thôi, chứ còn chưa phải là bị lệch nhiều. Và gì, vùng trung thất cũng như vùng tim là gì, cũng đã bị đẩy sang bên gì, bên đối diện rồi. Thế thì một cái nguyên tắc để xác định trên phim X quang ấy, để xác định xem là gì, tràn khí màng phổi ít hay là tràn khí màng phổi nhiều, thì người ta sẽ dựa vào hai cái cách. Thứ nhất là người ta sẽ đo một cái đường từ đỉnh phổi cho đến cái phần mà chúng ta nhìn thấy được là cái phần mà lá tạng đây, tức là vùng nhu mô phổi đây. Thì nếu mà cái đường này, từ đường từ nối từ này mà nó lớn hơn 3 cm thì có nghĩa là gì? Tràn khí màng phổi số lượng nhiều. Một cái cách thứ hai nữa là người ta đo khoảng cách giữa lá thành với lá tạng. Nếu mà chúng ta lấy hai cái đường song song ở đây và chúng ta vẽ một cái đường ngang, như cái hình con trỏ cô chỉ, thì nếu mà cái khoảng cách giữa lá thành với lá tạng, nếu mà chúng ta vẽ theo cái đường ngang này mà trên 2 cm trở lên thì có nghĩa là tràn khí màng phổi số lượng nhiều. Thì mà đấy cũng là cái mốc mà chúng ta để xác định cái việc mà chúng ta có đặt sông dẫn lưu màng phổi hay không. Rồi tiếp đến là chúng ta, khi mà chúng ta đã xác định được bệnh nhân chẩn đoán tràn khí màng phổi dựa vào lâm sàng có tam chứng ALIA, và bây giờ chúng ta có X quang, có cắt lớp vi tính để xác định là đúng là bệnh nhân đấy có tràn khí màng phổi rồi, thì chúng ta sẽ đến một cái phần nữa, đấy là phân loại tràn khí màng phổi. Thực ra phân loại tràn khí màng phổi này nó chỉ mang tính chất ở trên khi mà chúng ta đo các cái chỉ số này,
thì nó là mang tính chất nghiên cứu hoặc là lý thuyết. Thế còn trên lâm sàng, cái việc mà phân loại này là chúng ta ứng dụng ở trên lâm sàng khi mà chúng ta cần phải phân biệt là à, bệnh nhân đấy có phải tràn khí màng phổi có van hay là tràn khí màng phổi gì mở, đúng nào, để chúng ta cấp cứu bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân mà tràn khí màng phổi có van thì chúng ta phải cấp cứu bệnh nhân ngay lập tức đấy. Thế còn với những cái trường hợp đóng hoặc là những trường hợp mở thì chúng ta có thể là gì, bình tĩnh để mà xử trí được. Thế thì người ta nói là tràn khí màng phổi đóng khi mà áp lực ở trong khoang màng phổi nhỏ hơn áp lực ở trong khí quyển. Thế còn mở có nghĩa là nó có sự lưu thông, mở có nghĩa là những cái trường hợp mà người ta bị chấn thương hoặc là người ta bị gãy xương sườn chẳng hạn, hoặc là có sự thông thương giữa môi trường bên ngoài với cả cái khoang màng phổi, thì khi lúc đó thì áp lực trong khoang màng phổi nó sẽ bằng với cả áp lực ở trong khí quyển, thì những trường hợp đấy người ta gọi là tràn khí màng phổi mở. Thế còn tràn khí màng phổi có van có nghĩa là gì, là áp lực ở trong khoang màng phổi cao hơn so với cả áp lực ở trong khí quyển. Thì khi mà áp lực ở trong khoang màng phổi nó cao hơn cả áp lực trong khí quyển thì nó sẽ làm cho là gì, nhu mô phổi nó không thể nở ra được. Nhu mô phổi nó không nở ra được, nó dẫn đến cái tình trạng là gì, trao đổi oxy nó sẽ bị kém đi, bệnh nhân sẽ bị khó thở và gì, tím do tình trạng thiếu oxy. Đồng thời là khi mà áp lực trong khoang màng phổi mà nó cao lên, tức là nó bị dương lên, thì nó làm cho là gì, máu nó sẽ khó đổ về tim hơn. Và những cái trường hợp như vậy thì nó sẽ làm cho càng tăng cái tình trạng mà gì, thiếu oxy ở trong cơ thể hơn, và bệnh nhân có thể tử vong do cái trường hợp mà tràn khí màng phổi có van nếu mà chúng ta không xử lý kịp thời. Đấy. Thế thì với cái việc mà chúng ta xác định là cái tràn khí màng phổi phân loại thì trên lâm sàng, cái việc mà chúng ta phát hiện trên lâm sàng là rất quan trọng. Thế khi mà chúng ta nhìn thấy một bệnh nhân mà có tím, có khó thở, có tình trạng suy hô hấp, mà thấy là một cái bên lồng ngực của một bên phổi là nó căng vồng lên, chắc chắn bệnh nhân đấy là tràn khí màng phổi có van và chúng ta phải xử lý cấp cứu cho bệnh nhân rồi. Rồi, để xác định trong nghiên cứu đúng không, trước đây thì người ta có thể sử dụng các cái thể để phân biệt được các cái thể tràn khí màng phổi dựa vào để đo, dùng máy để đo cái áp lực ở trong khoang màng phổi cũng như là sử dụng cái bơm tiêm. Thì tuy nhiên là trên lâm sàng thì không phải là chúng ta cứ ngồi chúng ta đợi. À, bệnh nhân thì đang tràn khí màng phổi có van rồi mà chúng ta còn phải chuẩn bị piston để xem là nó hút vào hay đẩy ra, thì lúc đấy bệnh nhân tử vong mất rồi, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta chỉ hiểu là cái nguyên lý thôi. À, với những cái trường hợp mà gì, tràn khí màng phổi có van, tức là áp lực ở trong khoang màng phổi nó rất lớn, khi mà chúng ta sử dụng một cái bơm bơm tiêm, chúng ta đã cho sẵn 5 ml ở trong đấy rồi và chúng ta chọc vào cái vùng mà nghi mà tràn khí màng phổi, thì nếu mà tràn khí màng phổi có van ấy thì piston nó sẽ bị đẩy ra ngoài, tức là áp lực bên trong là lớn mà, nên nó sẽ đẩy ra ngoài. Thế còn với cái trường hợp mà ngược lại, tràn khí màng phổi đóng thì có nghĩa là gì, áp lực trong khoang màng phổi lại thấp hơn so bên ngoài, nó lại hút cái khí ở gì, piston vào. Thế còn với những cái trường hợp mà áp lực ở trong khoang màng phổi và ở gì, ngoài khí quyển bằng nhau thì cái piston nó sẽ giữ nguyên và nó không di động. Thế tuy nhiên là đây là cái cách mà để chúng ta gọi là hiểu về mặt là lý thuyết để phân loại thôi, chứ còn trên lâm sàng thì chúng ta không ứng dụng cái việc mà sử dụng cái bơm tiêm này trong những trường hợp mà tràn khí màng phổi ngồi xem là nó có van hay là đóng hay là mở, đúng không? Chúng ta phải dựa vào cái lâm sàng như cô đã trình bày. Rồi chúng ta tiếp đến một cái phần, đấy là nguyên nhân tràn khí màng phổi. Nguyên nhân tràn khí màng phổi thì người ta chia ra làm 2 nhóm. À, nhóm là do thủng cái lá tạng. Lá tạng tức là cái lá màng phổi mà nó gì, nó bọc lấy cái nhu mô phổi. À, khi mà nhu mô phổi chúng ta chia nhỏ ra đúng không, đến tận các cái phế nang, thì bao bọc bên ngoài của các cái phế nang đấy là cái lá tạng của cái màng phổi. Thì cái nguyên nhân, những cái nguyên nhân nào mà do thủng cái lá tạng thì sẽ dẫn đến tràn khí màng phổi. Thế còn một cái nhóm nguyên nhân nữa là do thủng cái lá thành của màng phổi là nó bám vào gì, cái thành ngực. À, cái thành ngực, thế thì nó sẽ có cái nhóm nguyên nhân liên quan đến tổn thương của cái lá thành đó. Thì các nguyên nhân mà do thủng lá tạng thì nó có thể do là gì, những cái kén khí nó mọc lên ở gì, bề mặt của cái lá tạng nó bị vỡ ra, thì nó sẽ dẫn đến là gì, tràn khí màng phổi. Hoặc là gì, do vỡ các cái hang lao vào khoang màng phổi, hoặc là những cái bệnh nhân mà có bị áp xe phổi đúng không, thì nó vỡ vào khoang màng phổi. Và những cái trường hợp áp xe phổi thì nó sẽ dẫn đến là gì, vừa tràn khí mà lại vừa tràn mủ màng phổi. Chứ không phải đơn thuần là chỉ có tràn khí màng phổi không. Thế rồi là với những cái trường hợp mà do ung thư di căn vào màng phổi thì nó có thể bị vỡ cái khối u và nó dẫn đến là
bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh nhân đấy là có cái tình trạng giãn phế nang, và khi nó vỡ các cái phế nang này thì nó sẽ dẫn đá tạng ở đây. Thì một cái nguyên nhân mà thường người ta hay nói trên lâm sàng ấy, đấy là tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát. Thì cái tự phát nguyên phát đấy, thứ nhất là nó không rõ ràng về mặt nguyên nhân, nhưng thường thì nó sẽ do là có những cái kén khí ở những cái bề mặt của lá tạng nó vỡ ra và nó gây ra cái tràn khí màng phổi. Thì những cái trường hợp này nó thường gặp ở những cái bệnh nhân nam giới này, cao, thể trạng cao gầy, trẻ tuổi, thể trạng cao gầy. Vì sao lại hay gặp ở những cái đối tượng như thế? Thì người ta thấy rằng là trong cái sự phát triển lớn lên của một cái người mà có cái thể trạng cao gầy ấy, thì khi mà phát triển như vậy thì nó làm cho là gì? Khi mà người ta cao gầy thì cái lồng ngực của người ta nó có xu hướng là nó kéo dài theo cái chiều trên xuống, trên dưới. Và khi mà người ta phát triển như vậy thì nó cái lồng ngực thì nó lại phát triển trước, và cái nhu mô phổi nó lại phát triển theo cái sự phát triển của cái lồng ngực đó, và nó làm cho là cái phần đỉnh phổi của những cái bệnh nhân đấy nó sẽ gì, nó bị sẽ bị kéo, co kéo, kéo giãn theo, và nó dẫn đến hình thành những cái bóng kén khí và thường tập trung vào cái đỉnh phổi. Thế thì những cái bệnh nhân như vậy thì lại những cái bệnh nhân mà trẻ tuổi cao gầy, thể trạng cao gầy thì nó hay bị vỡ những cái kén khí ở vùng đỉnh phổi và nó dẫn đến là tràn khí màng phổi. Thế thì những cái bệnh nhân mà trẻ tuổi khi mà vào viện với những cái bệnh cảnh mà tràn khí màng phổi thì bao giờ chúng ta cũng sẽ phải chụp, ngoài cái việc mà chụp X quang phổi ra để xác định là tràn khí màng phổi ra, thì chúng ta phải chụp phim cắt lớp vi tính ngực lớp mỏng, độ phân giải cao để tìm những cái kén khí ở đỉnh phổi. Nếu mà bệnh nhân có thì chúng ta sẽ chuyển đi phẫu thuật để mà cắt những cái bóng kén khí đấy đi. Rồi các cái nhóm nguyên nhân tiếp theo là các cái nguyên nhân do thủng lá thành. Thủng lá thành có thể do chấn thương trực tiếp, do hung khí, hỏa khí và vật sắc nhọn, đúng không? Tức là chấn thương từ bên ngoài, nó làm thủng, làm rách, chấn thương từ cái thành ngực và nó làm rách cái lá thành. Thì khí đó, không khí là gì? Lúc đấy không phải từ trong phổi đi ra, mà không khí đấy là từ ngoài môi trường đi vào trong khoang màng phổi. Đấy. Hoặc là những cái trường hợp mà chấn thương gián tiếp gây bị gãy xương sườn, bị chọc thủng thành ngực, thì nó có thể thứ nhất là bản thân thì nó cái lá thành nó bị rách ra, thì nó làm cho khí ở ngoài môi trường đi lọt vào trong khoang màng phổi. Hoặc là gì, cái xương sườn nó gãy thì nó lại chọc thủng cái nhu mô phổi, thì nó sẽ làm là thủng cái lá thành của màng phổi và gì, khí lại đi từ trong gì, trong phổi đi ra. Thế thì đấy là các cái nguyên nhân mà do thủng lá thành. Rồi họ còn có một số những cái nhóm nguyên nhân là do thủ thuật gây ra. Ví dụ như là gì, các cái trường hợp mà bệnh nhân thở máy với cái áp, ví dụ như là những cái bệnh nhân mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, những bệnh nhân mà có những cái bóng kén khí lớn ở phổi, thế thì khi mà bệnh nhân thở máy với một cái áp lực thổi vào rất là lớn thì nó sẽ có nguy cơ là nó làm vỡ những cái bóng kén khí đấy ra, hoặc là vỡ các cái phế nang và dẫn đến là gì, tràn khí màng phổi. Thì với những cái bệnh nhân như vậy thì người ta phải gì, áp lực người ta cũng phải chọn cái áp lực nào mà thấp nhất trong cái vấn đề điều trị cho bệnh nhân đấy. Đấy, chứ còn mỗi lần tăng lên thì phải theo dõi rất là sát cái việc mà có tăng áp lực ở thở máy hay không. Thế rồi là các cái thủ thuật như là chọc mút các cái khối sinh thiết, chính là sinh thiết xuyên thành ngực, hoặc là những cái sinh thiết xuyên thành phế quản, chọc mút xuyên thành phế quản thì nó có thể làm gì, thủng cái nhu mô phổi và thủng cái lá tạng và dẫn đến là gì, tràn khí màng phổi. Thế rồi là chọc dịch màng phổi, bệnh nhân vào viện trong bệnh cảnh là tràn dịch màng phổi, nhưng mà gì, trong quá trình mà đưa kim vào chọc dịch màng phổi thì cái đầu kim nó lại chọc vào cái lá tạng, thế là nó lại làm thủng cái nhu mô phổi, thế là bệnh nhân lại gì, tràn khí màng phổi luôn. Thì đấy là một số cái thủ thuật. Thế còn ngoài ra thì còn có một số những cái thủ thuật mà không phải là của chuyên ngành hô hấp, ví dụ như là những cái bệnh nhân mà đặt máy tạo nhịp tim, hoặc là những cái bệnh nhân mà đặt catheter tĩnh mạch trung tâm. Đấy là những cái đường mà gì, có thể tác động và gây tổn thương ở cái vùng thành ngực. Thế thì có thể tổn thương thành ngực của lá thành, hoặc là tổn thương thành ngực của lá tạng, và nó dẫn đến tràn khí màng phổi. Một cái mảng nữa mà chúng ta sẽ đề cập đến, đấy là điều trị. Với Y4 thì chúng tôi chỉ cần các em nhớ được các cái nguyên tắc điều trị của tràn khí màng phổi. Nguyên tắc ở đây trong tràn khí màng phổi, đấy là chúng ta thứ nhất có hai cái nguyên tắc lớn nhất mà chúng ta phải nhớ, đấy là khi mà tràn khí màng phổi là chúng ta sẽ hút để làm sao mà nó hết khí ở trong khoang màng phổi.
Và cái nguyên tắc thứ hai đấy là phòng cho cái việc mà tràng khí màng phổi nó bị tái phát trở lại. Đấy là hai cái việc mà chúng ta sẽ phải làm với những bệnh nhân mà tràng khí màng phổi. Thì đầu tiên là gì? Hút hết khí ở trong khoang màng phổi. Thì có những cách nào để có thể hút được? Chúng ta có thể chọc hút bằng kim. Chúng ta có thể là gì? Đặt cái sông dẫn lưu vào trong khoang màng phổi để hút ra. Chúng ta có thể hút bằng tay hoặc là chúng ta có thể hút bằng hệ thống dẫn lưu. Đấy là những cái trường hợp mà để làm sao để hút được hết khí ở trong màng phổi ra ngoài. Thế thì các cái chỉ định khi nào thì chúng ta bắt buộc phải dẫn lưu cái khí màng phổi. Thứ nhất là với những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi có van hay người ta gọi là tràn khí màng phổi áp lực dương. Khi bệnh nhân có tình huống là gì? Bệnh nhân thở nhanh trên 30 lần trên phút, tức là có tình trạng suy hô hấp, nhịp tim thì nhanh, huyết áp tụt, trung thất bị lệch sang bên đối diện và cái lồng ngực ở bên tổn thương đấy nó vòng to ra, vòm hoành thì bị hạ thấp, có thể có tràn khí dưới da kèm theo, thì chúng ta sẽ phải chọc kim vào khoang màng phổi. Và vị trí chúng ta chọc kim ở đây là gì? Ở khoang liên sườn 2 đường giữa đòn, bởi vì đấy là cái vị trí mà đấy ít gây tổn thương ở bên trong nhất, và nó gì ở đỉnh phổi, cho nên khi mà mình chọc như thế thì cái khí lượng khí nó sẽ xì ra được nhiều nhất, thì chúng ta sẽ phải đặt dẫn lưu màng phổi. Thế rồi là những cái trường hợp mà gì tràn khí màng phổi do đứt dây chằng màng phổi. Thì có một cái dây chằng ở khi mà cấu tạo ấy, giải phẫu thì có một cái dây chằng màng phổi nó nối từ cái lá tạng với cái lá thành của màng phổi, và trên cái dây chằng đấy thì nó có cái mạch máu, mạch nuôi, nó nuôi từ cái lá tạng, nó nuôi ra cái lá thành. Thì với những cái bệnh nhân mà bị đứt cái dây chằng màng phổi này thì người ta sẽ bị là gì? Vừa tràn khí mà lại vừa tràn máu màng phổi. Thế thì với cái trường hợp mà vừa tràn khí vừa tràn máu này thì bắt buộc là phải đặt một cái sông dẫn lưu vào trong khoang màng phổi để vừa dẫn lưu khí mà lại vừa cả dẫn lưu máu, và để kiểm soát cái việc mà chảy máu trong khoang màng phổi của bệnh nhân nó như thế nào. Và nếu mà chúng ta không kiểm soát kịp thì bệnh nhân có thể là gì? Vừa suy hô hấp do cái vấn đề tràn khí mà vừa sốc mất máu nữa, thì chúng ta phải lưu ý. Thế rồi là những cái trường hợp mà vừa tràn khí vừa tràn dịch màng phổi, chúng ta gì cũng có thể là gì? Đặt sông dẫn lưu màng phổi. Hoặc là những trường hợp tràn khí tràn mủ màng phổi thì chúng ta phải đặt sông dẫn lưu màng phổi để vừa hút khí mà vừa đi rửa cái khoang màng phổi cho nó sạch đi. Đấy. Thông thường thì người ta sẽ điều trị bảo tồn cái khoang màng phổi, nó có điều trị bảo tồn và điều trị phẫu thuật trong những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi. Thì điều trị bảo tồn có nghĩa là chúng ta sẽ không can thiệp phẫu thuật ở đây. Thì nó được chỉ định cho những cái trường hợp nào? Những trường hợp mà gì? Tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát, lần đầu tiên bệnh nhân bị tràn khí màng phổi và cái lượng khí ở trong khoang màng phổi thì rất là ít, đúng không? Và chúng ta xác định cái lượng khí màng phổi đấy. Như lúc đấy cô nói chúng ta có thể nhìn vào đây dễ tưởng tượng hơn, đúng không? Nếu mà chúng ta cái đường A này, từ đỉnh phổi đến cái phần mà gì? Nhu mô phổi đây mà trên 3 cm, hoặc là cái đường B ở đây mà trên 2 cm trở lên thì là gì? Là tràn khí màng phổi số lượng nhiều. Còn nếu mà cái đường A mà nhỏ hơn 3 cm hoặc là cái đường B này nhỏ hơn 2 cm thì có nghĩa là gì? Tràn khí màng phổi số lượng ít. Thì với số lượng ít mà lần đầu tiên phát hiện mà không có cái nguyên nhân thứ phát nào, tức là tự phát nguyên phát, thì chúng ta có thể là gì? Chọc hút khí và chúng ta chỉ theo dõi ở tại bệnh viện mà không cần phải gì can thiệp về mặt phẫu thuật. Rồi các cái biện pháp để có thể dẫn lưu khí, đúng không? Thì chúng ta có chọc hút khí màng phổi đơn thuần, hoặc là gì, chúng ta có thể sử dụng dẫn lưu, sông dẫn lưu ở trong khoang màng phổi. Với những cái trường hợp mà chọc hút khí màng phổi đơn thuần thì nó sẽ chỉ định cho các cái trường hợp mà tràn khí màng phổi số lượng ít, tức là khi mà chúng ta thấy là gì, cái đường A nó dưới 3 cm và đường B dưới 2 cm thì chúng ta sẽ chọc hút khí màng phổi đơn thuần, và chúng ta sẽ chọc hút bằng cái kim. Trong quá trình chọc thì chúng ta sẽ theo dõi, nếu mà chúng ta đưa kim ở khoang liên sườn 2 đường giữa đòn, chúng ta hút, nếu mà hút mà chúng ta vẫn thấy là gì, cứ hút mãi đúng không nào, và hút này chúng ta mỗi một lần hút như thế chúng ta đều phải đếm đếm cái lượng khí mà chúng ta hút được. Nếu mà chúng ta hút mà 4 lít khí rồi mà khí vẫn tiếp tục ra, không có cảm giác hết khí, thì chúng ta sẽ phải xét cái chỉ định là hút này là không ăn thua rồi, và chúng ta sẽ phải mở màng phổi để dẫn lưu khí ra ngoài. Một biện pháp nữa mà chúng ta có thể dẫn lưu khí đấy là chúng ta đặt một cái catheter có nòng vào trong khoang màng phổi. Cái catheter này thì nó giống như là cái catheter mà chúng ta đặt
Catheter tĩnh mạch trung tâm. Thế thì cái đường kính của cái catheter thì nó nhỏ. Thế cho nên là với những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi mà gì số lượng ít là chúng ta có thể đặt cái catheter này và để hút được. Hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta chỉ điều trị bảo tồn thôi thì chúng ta có thể xét là gì đặt cái catheter này. Thế còn nếu mà những cái trường hợp mà chúng ta phải xét gây dính hay là những cái trường hợp mà tràn khí lớn, số lượng nhiều thì chúng ta đặt cái catheter mà cái đường kính của nó nhỏ thì nó sẽ có thể là sẽ không hiệu quả trong cái vấn đề hút khí, cũng như là chúng ta không thể bơm những cái thuốc mà để gây dính màng phổi qua đó được. Thế còn mở màng phổi và đặt ống dẫn lưu ở khoang màng phổi, đây là một cái thủ thuật gần như là gặp rất là nhiều ở trên trung tâm hô hấp mà các em đi các em có thể gặp thấy. Thì mở màng phổi hay là đặt ống dẫn lưu vào trong khoang màng phổi thì được chỉ định ở tất cả các cái trường hợp tràn khí màng phổi mà cái số lượng khí ở mức độ nhiều. Rồi là những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi do chấn thương, là những trường hợp vừa tràn khí tràn máu màng phổi hoặc là những trường hợp vừa tràn khí tràn mủ màng phổi thì chúng ta sẽ phải đặt cái sông dẫn lưu này. Thế thì cái sông đây là một cái hình ảnh người ta cho bệnh nhân nằm, thường là nằm với cái tư thế là gì đầu hơi chích chích khoảng 30 độ và bệnh nhân thì nằm ngửa và người ta sẽ xác định cái vị trí mà gì để chọc cái sông dẫn lưu để mở dẫn lưu vào để chúng ta tách ra tách cơ để đưa vào. Thế thì mở màng phổi thì cái vị trí nó sẽ khác với cả cái vị trí mà chúng ta chọc hút khí màng phổi. Chọc hút khí màng phổi bằng kim thì là ở khoang liên sườn 2 đường giữa đòn. Thế nhưng mà mở màng phổi tối thiểu đưa một cái ống sông nó bằng như cái ngón tay ấy, vào trong khoang màng phổi ấy, thì người ta sẽ chọn vào cái vùng người ta gọi là vùng tam giác an toàn. Tam giác an toàn nó nằm ở cái vùng hốc nách này, ở bên cạnh của cái bờ của cái đường đường nách trước. Thế và gì cắt với cả cái cung mà đi cung xương sườn mà đi qua cái đúng ti đấy. Thế và gì người ta chọn cái vị trí gọi là trong cái vùng tam giác an toàn. Thì với tam giác an toàn này thì tại vì nó thành mực thành ngực ở đấy nó mỏng và thứ hai nữa là gì ít mạch máu, thì chính vì thế mà khi mà ta mở vào đấy nó dễ dàng để chúng ta đưa sông vào và người ta sẽ tách ra và người ta sẽ đưa cái sông vào trong cái khoang màng phổi. Thế thì khi mà sông đã được đưa vào khoang màng phổi rồi thì người ta sẽ phải áp dụng một cái nguyên tắc khi mà đặt sông dẫn lưu màng phổi. Đấy là người ta phải gì nguyên tắc có thứ nhất tức là đảm bảo làm sao trong quá trình mình mở màng phổi là mình không đem vi khuẩn từ bên ngoài đưa vào trong khoang màng phổi. Thứ nhất là đảm bảo vô khuẩn. Thứ hai là đảm bảo kín. Kín tức là gì? Kín giúp làm sao là gì? Không khí chỉ đi từ trong khoang màng phổi đi ra ngoài, chứ không khí không từ ngoài lại đi vào trong khoang màng phổi. Thứ nữa là gì? Một chiều. Một chiều có nghĩa là gì? Chính là từ không khí chỉ từ đi từ khoang màng phổi ra bên ngoài thôi. Và gì? Hút liên tục. Người ta sẽ sau khi đặt sông dẫn lưu xong thì người ta sẽ chúng ta sẽ phải đặt với một cái hệ thống hút liên tục. Hệ thống hút bình hút này nó sẽ giúp cho là gì? Hút cái khí đấy ra bên ngoài và giúp cho cái phổi nở ra. Thế thì áp lực mà khi mà hút trong khoang màng phổi thì người ta sẽ thường để từ -20 cho đến -25 cm nước. Thế thì các cái bình hút người ta có các nguyên tắc nguyên tắc một bình, nguyên tắc hai bình và nguyên tắc ba bình như các em nhìn ở trên hình. Khi mà một cái ống sông dẫn lưu nó từ người bệnh nhân đi ra thì bao giờ đầu của sông dẫn lưu đấy nó sẽ được đưa vào cái bình và làm sao cho cái đầu sông đấy nó phải ngập vào trong nước. Cái việc ngập trong nước ở đây là để nó tạo thành là cái van một chiều. Van một chiều thì làm sao mà cho khí nó không sẽ không lọt trở lại vào cái đầu sông và vào người bệnh nhân. Thế chính vì thế mà người ta luôn luôn là gì để cái đầu sông từ người bệnh nhân ra phải ngập vào trong nước. Thế và người ta luôn quy định với nhau là người ta sẽ để cái lượng nước này là khoảng 300 ml nước. Để 300 ml nước để làm sao? Để giữa khi mà giữa người này người kia theo dõi cái vấn đề tràn khí cũng như là theo dõi cái việc là cái sông này nó có ra dịch hay không thì người ta đã có quy ước rồi. Thì là cứ người ta cứ thấy cái mốc nước ở trong bình và trừ đi 300 ml thì sẽ tính được cái lượng dịch mà nó ra thêm ở trong bình. Thì đây là cái nguyên tắc là một bình. Thế còn nguyên tắc hai bình thì người ta sẽ là gì? Lượng khí hai bình đây nó sẽ được áp dụng trong những cái trường hợp mà bệnh nhân vừa có cả dịch nữa, vừa có cả khí vừa có cả dịch ở trong khoang màng phổi. Thì khi mà dịch khí ở trong người bệnh nhân đi ra
thì sẽ đi vào một cái bình đầu tiên, và cả khí cả dịch sẽ cùng đi vào cái lượng dịch ở cái bình đầu tiên ấy, chính là cái lượng dịch ở trong người bệnh nhân ra được bao nhiêu thì người ta sẽ theo dõi ở cái bình đầu tiên. Sau đó cái lượng khí nó lại tiếp tục đi tiếp sang bình số 2 và chúng ta tạo cái van một chiều ở cái bình số 2. Và từ van một chiều này thì không khí nó sẽ gì thoát ra được ở bên ngoài, và nó không có, vì có van một chiều nên là không khí nó sẽ không quay trở lại. Rồi tiếp tục như vậy là người ta sử dụng với cả gì? À, hệ thống 3 bình. Thì hai bình đầu nó nguyên tắc cũng giống như là cái hệ thống 2 bình. Thế và cái gì? Bình thứ 3 thì người ta sẽ gì? À, thêm một cái gọi là cái bình mà để tạo thêm một cái áp lực nữa, để đo nữa, thì nó sẽ tạo nên một cái áp lực để mà hút được ra ngoài. Thế thì dù một bình, hay hai bình, hay ba bình thì luôn luôn cũng đảm bảo bốn cái nguyên tắc mà cô đã nói, đấy là vô khuẩn, kín một chiều và hút liên tục. Thế thì nguyên tắc để lắp cái hệ thống dẫn lưu, đúng không? Chúng ta thấy đây là bệnh nhân này, đây là cái máy hút. Thì ở từ bệnh nhân nó sẽ đi vào cái ống mà thì ngập ở trong nước, đúng không? Và máy hút thì sẽ nối tiếp theo với cả gì? Hệ thống ở bên ngoài thì cho khí nó lọt ra bên ngoài. Thì đây là một cái hệ thống hút và nó có cái cột nước ở đây. Em có thể nhìn cái cột nước ở đây. Thì cái cột nước này nó chia những cái vạch. Thì khi mà chúng ta kéo cái cột nước này lên, chúng ta đổ nước đến vạch thứ 20 thì chúng ta sẽ gọi là tạo được cái áp lực âm 20 cm nước. Thế còn nếu mà chúng ta muốn là âm 25 cm nước thì chúng ta sẽ đổ nước đến vạch là gì? 25. Thế và từ người bệnh nhân sẽ ra cái bình và sẽ hút vào đây. Thế thì khi mà mở màng phổi thì nó sẽ có những cái tai biến gì mà chúng ta có thể gặp và chúng ta cần phải phát hiện, phải phải dự phòng, đúng không? Thì khi mà các em đi lâm sàng ấy thì cái thời điểm các em đến với bệnh nhân thì có thể không phải là cái thời điểm mà tràng khí màng phổi lúc đầu tiên, mà lúc khi các em đến rồi thì là bệnh nhân đã được mở màng phổi rồi. Thì với cái thời điểm đấy thì ngoài việc mà chúng ta kiểm tra xem là gì, cái khí ở trong khoang màng phổi nó đã hết chưa, thì cái việc nữa là chúng ta phải xem là à, bệnh nhân mở màng phổi rồi thì liệu bệnh nhân có bị tai biến gì khi mà liên quan đến cái mở màng phổi đấy không. Thì thứ nhất là chúng ta xem là có bị nhiễm trùng cái khoang màng phổi không. Thì giống như cái trường hợp mà chúng ta không đảm bảo vô khuẩn thì bệnh nhân có thể sẽ bị nhiễm khuẩn của màng phổi và bị viêm mủ màng phổi. Rồi cái mà tai biến thứ hai đấy là phù phổi cấp. Tại sao lại phù phổi cấp được? À, phù phổi cấp bởi vì là sao? Khi mà bệnh nhân tràn khí màng phổi số lượng nhiều mà nó làm cho cái phần nhu mô phổi bị ép về phía rốn phổi, thì khi mà chúng ta mở khoang màng phổi và hút cái lượng khí đấy ra ngoài một cách quá nhanh thì nó dẫn đến là nó làm cho cái phổi đấy nở lại nhanh. Khi mà nở lại nhanh như vậy thì cái áp suất ở trong khoang màng phổi nó sẽ âm đi rất là nhanh. À, âm như vậy thì nó sẽ giúp cho là gì? Máu ở khắp mọi nơi nó lại gì? Đổ về phổi, đổ về tim rất là nhiều. Và khi mình đang đột ngột mà nó đổ về tim, về phổi nhiều như vậy thì nó làm tăng cái gánh ở phổi lên và dẫn đến cái tình trạng là phù phổi. Thế thì với những cái bệnh nhân mà tràn khí màng phổi thì khi mà người ta mở xong dẫn lưu ra, mở khoang màng phổi để dẫn lưu ra thì người ta chưa hút ngay. Thường người ta phải để 2 tiếng sau thì người ta mới lắp cái hệ thống dẫn lưu. Rồi là với những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi mà người ta để lâu quá rồi, nó bị cái nhu mô phổi nó bị co rúm lâu quá, với những cái trường hợp mà bị tràn khí màng phổi 1 tuần rồi đấy mà bây giờ mới phát hiện ra là bị tràn khí màng phổi, cái nhu mô phổi nó bị co rúm lâu rồi, thì thậm chí người ta còn phải để 1 ngày sau người ta mới bắt đầu là gì, bật cái máy hút để hút cái áp lực thì bắt đầu cho phổi nó nở ra dần dần, cho phổi nó nở ra dần dần thì tránh được cái tai biến là gì, à, phù phổi cấp do mở màng phổi. Thế rồi một số những cái tai biến hiếm gặp hơn, ví dụ như là khi mà mở màng phổi thì không may là gì, chọc vào các cái cơ quan như là phổi, dạ dày và lách nếu như mà chúng ta không làm đúng kỹ thuật. Đây đây là một cái hình ảnh của cái bệnh nhân mà gì, à, tràn khí màng phổi bên phải, và khi bệnh nhân là gì được mở xong dẫn lưu ở trong khoang màng phổi, đây có cái hình nháy nháy mờ mờ là cái xông dẫn lưu đây, nhưng mà chúng ta thấy là gì, sau khi mở xong thì cái phần nhu mô phổi ở bên phổi phải này nó mờ hơn rất là nhiều so với bên phổi trái, đúng nào. Thế và những cái trường hợp mà nó nở nhanh quá thì nó sẽ dẫn đến tình huống là gì, à, phù phổi cấp. Rồi thế thì khi trường hợp nào thì nội soi màng phổi nó sẽ có cái vai trò trong tràng khí màng phổi khi nào? Nội soi màng phổi có nghĩa là chúng ta tưởng tượng nó giống như là chúng ta mổ ruột thừa nội soi, hay là chúng ta can thiệp những cái nội soi mà ổ bụng ấy. Thì nội soi màng phổi có nghĩa là người ta cũng sẽ đưa những cái choca vào trong cái khoang màng phổi, và người ta đưa cái camera vào trong
qua những cái lỗ Chokan đấy thì người ta quan sát cái tổn thương ở trong cái màng phổi là gì, người ta tìm xem là tổn thương ở lá tạng hay tổn thương ở lá thành để mà người ta xử lý. Thì chỉ định của nội soi màng phổi với những cái trường hợp mà tràng khí màng phổi nhiều, mà mặc dù là chúng ta đã đặt cả cái sông dẫn lưu to bằng cái ngón tay, đường kính bằng cái ngón tay vào khoang màng phổi rồi, nhưng mà hút mãi mà vẫn không hết khí. Thế rồi là gì, những cái trường hợp tràn khí màng phổi tái phát, đúng không? Chúng ta đã theo dõi nội khoa một lần, rút được sông dẫn lưu rồi, sau đó bệnh nhân đã đi được ra viện rồi, xong lại bị tràn khí tái phát trở lại, thì những trường hợp đấy chúng ta cần phải nội soi vào màng phổi để đánh giá xem là cái tổn thương ở khoang màng phổi có cần phải can thiệp gì không. Thế thì khi mà nội soi màng phổi, với một số bệnh nhân người ta sẽ nhìn thấy những cái bóng kén khí ở trong khoang màng phổi, thì người ta sẽ cắt đi, người ta khâu lại, người ta cắt đi những cái bóng kén khí đấy đi, thì sẽ giảm được cái nguy cơ tái phát. Thế và người ta làm cái biện pháp người ta gọi là trà sát màng phổi, người ta trà sát vào cái màng phổi lá thành, thì để cho là gì, hai cái màng phổi này nó có cái độ dính tương đối với nhau, khi mà dính với nhau như thế thì khí nó sẽ không lọt vào cái giữa cái hai khoang màng phổi đấy nữa. Được rồi, các cái thủ thuật mà chúng ta có thể tiến hành khi mà nội soi màng phổi đấy là có thể bơm bột tan. Bột tan là một cái chất để mà gì gây dính màng phổi, ta có thể bơm qua cái nội soi màng phổi. Rồi là chúng ta chảy sát màng phổi, rồi đốt điện cắt bóng bỏ cái khí và kẹp và khâu các cái bóng khí, đúng không? Đây là một cái hình ảnh mà chúng làm can thiệp cái nội soi màng phổi. Nội soi màng phổi này thì chúng ta phải can thiệp ở trong phòng mổ và bệnh nhân là gây mê hoàn toàn đặt ống nội khí quản. Thế và các em có thể nhìn thấy ở trên cái hình ảnh ở trên slide đây, đây là một cái bóng khí mà khi mà chúng ta quan sát bằng camera trong khoang màng phổi chúng ta có thể nhìn thấy được, thì nó giống như là một cái bong bóng cá đấy, là tròn này, xong bóng này, bóng cá, thì người ta sẽ đưa cái kìm điện vào và người ta đốt, người ta cắt cái bóng cái khí và người ta đốt cầm máu luôn. Thế còn đây là cái hình ảnh bơm bột tan. Bột tan là cái chất bột màu trắng và nó vô khuẩn tinh khiết, và người ta sẽ bơm vào trong khoang màng phổi, nó giống như là mình bơm tuyết vào đây này đấy, thì khi mà bơm qua cái gây dính qua nội soi thì nó có cái khả năng mà phủ rất là tốt ở trong cái màng phổi và nó giúp cho cái lá thành và lá tạo màng phổi là nó dính vào nhau. Thế còn một số các cái trường hợp mà chúng ta phải mở lồng ngực, đấy là khi mà chúng ta không có điều kiện về nội soi màng phổi, tức là không đủ các cái dụng cụ để mà gì nội soi màng phổi, hoặc là bị thất bại, tức là mặc dù là nội soi màng phổi rồi nhưng chúng ta vẫn không tìm thấy cái tổn thương nó nằm ở đâu cả, thì chúng ta sẽ mở lồng ngực. Hoặc là những cái trường hợp vừa tràn khí vừa tràn máu màng phổi, ta không phải tìm xem là cái mà gì chảy máu nó nằm ở đâu nữa, thì chúng ta sẽ phải mở lồng ngực để mà gì can thiệp. Thế thì có một cái phần ở đây liên quan đến phần gây dính màng phổi. Thế thì gây dính màng phổi thì nó sẽ được chỉ định ở trong các cái trường hợp nào. Gây dính màng phổi thì người ta có hai cái chất mà sử dụng để gây dính màng phổi, đấy là bột tan và betadine. Thì người ta thấy rằng là cái bột tan ấy, tính chất của nó là gì? Cái độ dính của nó sẽ mạnh hơn cái betadine. Cái thứ hai nữa là gì? Cái bột tan đấy thì nó không gây đau nhiều, không gây đau nhiều. Tuy nhiên bột tan thì nó lại ở cái dạng là gì? Dạng bột. Cho nên là khi mà chúng ta pha thành dạng nhũ dịch, nếu như mà chúng ta bơm vào khoang màng phổi mà bệnh nhân mà lăn trở không tốt thì nó sẽ tạo thành một cái cục bột tan ở trong khoang màng phổi. Có rất nhiều bệnh nhân mà tràn khí màng phổi sau khi gây dính vào bột tan xong, đến một tháng sau chụp lại phim thì thấy có một cái cục cản quang. Hóa ra đấy là cái cục bột tan ở trong khoang màng phổi bệnh nhân, do bệnh nhân không lăn trở kỹ. Thế thì khi mà chúng ta sử dụng cái bột tan để gây dính màng phổi cho những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi, thì chúng ta phải lưu ý dặn bệnh nhân là sau khi bơm xong thì bệnh nhân phải thay đổi tư thế 15 phút một lần. Đấy, thay đổi các loại tư thế nằm sấp, nằm ngửa, nằm nghiêng. Thế và gì, chúng ta sẽ hút dẫn lưu áp lực âm sau 2 tiếng. Thế thì những trường hợp nào thì chúng ta sẽ gây dính màng phổi? Những cái trường hợp mà gì như là do vỡ những cái kén khí ở phổi, ví dụ như bệnh nhân mà bị kén khí ở cả hai bên phổi thì chúng ta sẽ gì gây dính màng phổi. Rồi là những cái trường hợp mà bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là hen phế quản mà bị vỡ các cái phế nang, những cái bệnh nhân đấy thì có cái nguy cơ tràn khí màng phổi tái phát rất lớn, thì chúng ta sẽ phải gây dính màng phổi. Vì những cái bệnh nhân như vậy thì chúng ta không thể can thiệp được phẫu thuật. Một cái chất nữa mà chúng ta có thể gây dính đấy là bằng betadine. Betadine thì là cũng là một cái chất mà có thể gây dính ở khoang màng phổi. Khi bơm những cái betadine vào thì nó gây ra cái phản ứng viêm ở màng phổi, và nó từ phản ứng viêm đấy thì nó sẽ giúp cho là cái hai cái lá thành và lá tạo màng phổi nó được dính vào với nhau.
Thì tuy nhiên là betadine ý, thì nó gây, khi mà gây dính thì nó gây ra đau rất là nhiều vì nó gây cái cảm giác là sót ở trong phổi. Thế và cái betadine thì cái tính chất dính của betadine thì nó kém hơn so với cả cái dính của cái botan. Thế và betadine thì nó gây phản ứng viêm mạnh, cho nên là khi mà gây dính thì nó gây cái tình trạng là tràn dịch màng phổi, tức là cái dịch tiết ra màng phổi lại xuất hiện nhiều hơn. Thế thì gây dính bằng betadine thì người ta chỉ sử dụng cho những cái bệnh nhân mà còn trẻ tuổi mà có tràn khí màng phổi tái phát, hoặc là những bệnh nhân mà trẻ tuổi mà tràn khí màng phổi mà có rất nhiều bóng cái khí ở phổi, người ta có nội soi ở phổi người ta cũng cắt không xuể, đốt cắt không xuể thì người ta sẽ gây dính. Thế tuy nhiên người ta chọn betadine nó có mức độ dính vừa phải, thì nếu mà bệnh nhân đấy trong cái quãng đời phía sau mà người ta có cần chấn thương ngực, hay là người ta bị chấn thương ngực, hay là cần cái can thiệp gì về lồng ngực thì người ta vẫn có thể can thiệp được. Thế nhưng còn nếu mà chúng ta mà sử dụng botan ở những cái trường hợp như vậy thì nó sẽ là gì, dẫn đến là gì, nếu mà bệnh nhân còn trẻ và cái quãng đời phía sau mà bệnh nhân cần can thiệp vào lồng ngực thì nhiều khi sẽ gây khó khăn cho những cái lần đó, bởi vì cái botan nó tính rất là chắc và những cái trường hợp như vậy thì khó mà bóc tách được cái màng phổi ra để can thiệp vào cái lồng ngực được. Thì đấy là cái mà chúng ta cần phải lưu ý giữa hai cái chất mà thì gây dính màng phổi. Thế và gây dính màng phổi thì chúng ta cũng phải theo dõi là gì, các cái tai biến của gây dính màng phổi bằng botan là gì, đúng không? Thứ nhất là gì, bệnh nhân có thể bị đau đau ngực. Thứ hai đấy là bệnh nhân có thể sốt. Thì khi mà chúng ta bơm một cái chất từ bên ngoài vào, nếu mà chúng ta không đảm bảo vô khuẩn, chúng ta lại đưa vi khuẩn từ ngoài vào thì lại dẫn đến là gì, nhiễm khuẩn của cái khoang màng phổi. Một số cái thể tràn khí màng phổi mà chúng ta có thể có những cái mà chúng ta sẽ có can thiệp về mặt điều trị cũng hơi khác một chút, đặc thù hơn so với từng trường hợp một. Ví dụ như tràn khí màng phổi và tràn dịch, tràn dịch ở đây là gồm có tràn máu, tràn mủ màng phổi, thì bao giờ chúng ta cũng sẽ chỉ định luôn là mở màng phổi để hút dẫn lưu khí ra ngoài, và chúng ta có thể chỉ định các biện pháp mà nội soi màng phổi hoặc phẫu thuật nếu như mà chúng ta dẫn lưu thất bại, hoặc là gì, tràn máu màng phổi, tràn mủ, đều là những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi áp lực dương. Thì ngay khi phát hiện thì chúng ta cần phải chọc ngay một cái kim thường hoặc là một cái catheter tay nhỏ vào khoang màng phổi là ở cái khoang lưng sườn hai đường giữa đòn. Thế và sau đó thì chúng ta sẽ gì, tìm cách mở màng phổi hút dẫn lưu càng sớm càng tốt. Tương tự như vậy với các cái trường hợp mà tràn khí màng phổi do thầy thuốc, do thủ thuật ấy gây ra, thì với lượng khí ít thì chúng ta chỉ chọc hút bằng kim nhỏ hoặc là đặt catheter dẫn lưu vào khoang màng phổi. Thế còn nếu mà trường hợp mà tràn khí màng phổi nhiều, chúng ta cũng sẽ gì, đặt cái xông dẫn lưu vào trong khoang màng phổi. Thì với những cái trường hợp tràn khí màng phổi thì có một cái vấn đề nữa mà chúng ta phải lưu tâm ở đây, đấy là việc thở oxy. Thở oxy thì thở oxy cũng là một trong những cái liệu pháp mà giúp cho chúng ta điều trị tràn khí màng phổi. Thế thì với những trường hợp nào thì chúng ta sẽ chỉ cho bệnh nhân thở oxy mà không cần phải chọc hút khí, không cần phải gì đặt catheter hay là không cần phải mở màng phổi? Thì đấy là với những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi số lượng ít, chúng ta có thể cho bệnh nhân thở oxy. Nếu mà bệnh nhân trẻ mà không có bệnh lý phổi mạn tính gì thì chúng ta có thể cho bệnh nhân thở từ 3 cho đến 5 lít phút. Thế và chúng ta sẽ theo dõi cái việc mà lâm sàng cũng như là gì, X-quang phổi hàng ngày để xem là gì, cái lượng khí nó có hết dần đi không. Thế còn với những cái trường hợp mà gì, những bệnh nhân mà có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, những bệnh nhân mà có những cái bệnh phổi như là giãn phế quản mà có suy hô hấp mạn tính, chúng ta lưu ý là mặc dù là cho bệnh nhân thở oxy để điều trị tràn khí màng phổi nhưng mà cái lượng oxy thì nó chỉ được gì, dao động ở dưới 3 lít phút thôi, để tránh cái nguy cơ mà làm tăng cái khí CO2 trong máu ở những cái bệnh nhân này, thì có thể làm cho bệnh nhân là gì, suy hô hấp hoặc là hôn mê. Thì đấy là cái chỉ định cho cái vấn đề thở oxy ở các bệnh nhân tràn khí màng phổi. Thế thì cái nội dung, những cái nội dung liên quan đến tràn khí màng phổi bao gồm từ chẩn đoán cho đến điều trị, thì đấy là những cái nguyên tắc cũng như là chung cho các em để các em có thể nắm được nhé. Thì bây giờ chúng ta vẫn còn một chút thời gian, thì bạn nào mà có những cái câu hỏi thì có thể là hỏi trực tiếp hoặc là hỏi qua cho cái chat, thì cô phần nào cô có thể giải đáp được thì cô sẽ giải đáp. Và thứ hai nữa là khi mà chúng ta đi lâm sàng ấy, đi lâm sàng và chúng ta gặp những bệnh nhân tràn khí màng phổi thì chúng ta sẽ dở lại cái bài lý thuyết này, chúng ta sẽ xem là trên bệnh nhân đấy thì có cái phần lâm sàng nào là nó điển hình
có phần lâm sàng nào chưa điển hình mà chúng ta cần phải đưa ra những chuẩn đoán phân biệt. Và với những cái bệnh nhân với mức độ tràn khí như thế, vị trí như thế, thì cái việc mà bệnh nhân đang được điều trị nó có phù hợp hay không phù hợp, và nếu mà là như chúng ta áp dụng vào lý thuyết thì chúng ta sẽ làm gì tiếp. Thì khi mà chúng ta học một cái bài lý thuyết nó rất là tổng thể, thế nhưng mà khi mà đi lâm sàng thì chúng ta phải biết ứng dụng cái lý thuyết mà chúng ta học để ứng dụng với từng bệnh nhân cụ thể, từng một bệnh nhân cá thể khác nhau thì nó sẽ ứng dụng khác nhau. Thì chúng ta như vậy chúng ta mới có thể thuộc được bài nhé. Rồi, có bạn nào có câu hỏi gì không? À, em thưa cô ạ. Em hỏi đi. À, em muốn hỏi là khí tràn dịch thì cái nào nguy hiểm hơn và Em có thể nói to hơn không vì cô chưa nghe được câu hỏi của em. Em cô là em muốn hỏi là giữa tràn khí với tràn dịch thì cái nào nguy hiểm hơn ạ và tại sao? Tràn khí dịch thì cái nào nguy hiểm hơn à? Nếu mà tràn khí màng phổi mà tràn khí màng phổi áp lực thì chắc chắn là sẽ nguy hiểm hơn so với cả tràn dịch màng phổi. Thực ra thì cái câu hỏi của em thì trước đến nay cũng không ai người ta so sánh giữa cái việc tràn khí với tràn dịch màng phổi. Nhưng mà khi mà tràn khí màng phổi thì nó sẽ có cái nguy cơ cao hơn so với cả cái trường hợp mà tràn dịch màng phổi. Tuy nhiên là thì nó phải tùy vào cái thể tràn khí hay là thể tràn dịch màng phổi. Ví dụ các em tràn khí màng phổi mà thể áp lực đúng nào, hoặc là có van ấy, thì đương nhiên là gì? Ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân ngay lập tức, thì như thế là nó sẽ nguy hiểm hơn. Thế rồi là nếu mà tràn dịch màng phổi thì không phải là cứ trường hợp tràn dịch màng phổi nào là cũng là gì? Là không nguy hiểm. Ví dụ tràn dịch màng phổi ở bệnh nhân mà gì? Tắc động mạch phổi, thì bệnh nhân có thể vẫn tử vong do cái nguyên nhân mà gây ra tràn dịch màng phổi là gì? Hoặc là bệnh nhân tràn dịch màng phổi trong cái bệnh lý là gì? Suy tim rất nặng, có nhiều bệnh nhân mà suy tim mà chỉ số ES là gì? Chỉ có mười mấy, hai mấy phần trăm thôi. Thì những bệnh nhân đấy mà tràn dịch màng phổi trên những cái đối tượng mà có bệnh nền nặng như vậy thì bệnh nhân có thể có nguy cơ tử vong bất kỳ lúc nào. Đấy. Thế cho nên là chúng ta cũng không phải đặt ra cái vấn đề so sánh là gì? Tràn khí nguy hiểm hơn hay là tràn dịch nguy hiểm hơn, mà cái nguyên nhân hay là cái loại tràn khí tràn dịch trong cái mà chúng ta học ấy, thì cái nào là sẽ nguy hiểm tính mạng của bệnh nhân chúng ta phải biết để chúng ta xử lý thôi. Thưa cô, là cô cho bọn em xin slide được không ạ? Slide này thì chúng tôi sẽ gửi bằng, tức là khi mà chúng tôi vào giảng thì các em có thể, chúng tôi sẽ in bằng cái handout ấy, đấy, để đưa cho các em. Thế còn với cái bài giảng này chúng ta, vì đây là bài mà phân môn thì chúng tôi không là gì gửi qua mail, vì nó là mang tính chất bản quyền. Nên là chúng tôi không gửi được qua mail. Nhưng mà khi mà chúng ta đi học thì các em có thể là nhắc lại với các thầy cô, thì các thầy cô có thể gửi cho các em dưới dạng là handout nhé. Em thưa cô, cô cho em hỏi với ạ. Em hỏi đi. Bình thường thì là tràn khí màng phổi là mình sẽ chọc ở khoang liên sườn 2, nhưng mà em thấy trên lâm sàng ấy, người ta vẫn chọc ở khoang liên sườn 5 ấy ạ. Thì có ảnh hưởng gì? Như cô đã nói rồi, với những cái trường hợp mà gì? Chọc hút bằng kim, đúng không ạ? Chọc hút với mục đích là chúng ta đang điều trị, đúng không nào? Với những trường hợp mà tràn khí màng phổi số lượng ít, tức là cái khoảng cách lá thành với lá tạng nó dưới 2 cm, thì chúng ta sẽ dùng chọc hút bằng kim. Và cái vị trí mà chúng ta chọc hút bằng kim ý, thứ nhất là tư thế bệnh nhân là phải ở tư thế ngồi, để cho khí nó bay là đẩy nhiều nhất, nó bay lên cao, nó dồn hết vào cái vị trí ở đỉnh phổi. Và lúc đấy thì người ta sẽ chọc kim ở khoang liên sườn 2 dừng giữa đòn để người ta hút được khí ra nhiều nhất, và người ta tránh được cái việc mà gì? Đầu kim nó chạm vào cái nhu mô phổi ấy, thì nó sẽ dẫn đến là cái tình trạng có thể tổn thương thêm cái nhu mô phổi, là bị rách thêm phổi. Thế còn cái vị trí mà gì ở khoang liên sườn 5 mà ở cái tam giác an toàn ấy, vì cái chọc kim đấy là người ta chọc để thăm dò đặt cái catheter, hay là thăm dò để gì? Đặt cái sông dẫn lưu ở trong khoang màng phổi. Chứ còn cái vị trí mà ở tam giác an toàn thì không phải vị trí mà để chúng ta ngồi, để chúng ta hút cái khí ở trong khoang màng phổi với những trường hợp mà tràn khí màng phổi mà số lượng ít. Đấy. Thế còn đương nhiên là cũng có một số những trường hợp đặc biệt đấy là gì? Đặc biệt đấy là những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi khu trú, đúng không? Như là các em nhìn đấy, bệnh nhân mà tràn khí màng phổi mà ở khu trú mà ở đáy phổi trái, đúng nào, chúng ta đã có phim X quang để định hướng cái vùng mà tràn khí màng phổi rồi, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta lại gì? Trên đỉnh phổi nó đang nở như thế,
bệnh nhân có ở đấy là bệnh nhân đang chụp X-quang ở tư thế gì, tư thế ngồi, tư thế đứng rồi, mà gì khí nó có bay lên đỉnh đâu, nó vẫn đọng ở dưới, ở vùng đáy phổi. Thì với những trường hợp như thế thì chúng ta sẽ gì, chọc với sự hướng dẫn của X-quang, chọc với sự hướng dẫn của các lớp vi tính, tức là gì, vào cái vùng mà gì tràn khí màng phổi khu trú. Chứ lúc đấy không phải là chúng ta cứ theo nguyên tắc là gì, chọc ở khoang liên sườn 2 đường giữa đòn, đúng không? Đấy, thì có những cái tình huống cụ thể nó là như vậy nhá. Vâng ạ. Cô, có bạn nào có câu hỏi nữa không? Em thưa cô là cho em hỏi vấn đề ạ. Giả sử nói đi. Em giả sử như gặp một bệnh nhân ở ngoài viện, họ bị chấn thương ngực và có khả năng là họ bị tràn khí màng phổi và có thể là tràn khí màng phổi thể van, thì lúc đấy mình cấp cứu cho bệnh nhân như thế nào ạ? Nếu mà chúng ta gặp ở ngoài bệnh viện đúng không nào? Nếu mà trong trường hợp mà chấn thương ngực ấy, thường là nó sẽ tràn khí màng phổi dưới dạng là gì? Chấn thương ngực có nghĩa là gì? Nó có thể gãy xương sườn. Thì nó lại hay cái kiểu tổn thương rách cả lá thành và lá tạng, và nó sẽ tạo cái sự thông thương giữa cái môi trường với cả cái khoang màng phổi, cho nên là chúng ta sẽ gặp phổ biến hơn là cái trường hợp đấy là tràn khí màng phổi mở hơn là những trường hợp mà tràn khí màng phổi có van. Thế còn đương nhiên chúng ta cũng có thể có van là không phải do chấn thương đúng không, mà tự nhiên đột ngột bệnh nhân mà gì tràn khí màng phổi, thì lúc đấy chúng ta có thể sử dụng bất kỳ một cái gì vật nhọn nhỏ nào đúng không, để chúng ta tạo cái sự thông thương giữa bên trong với bên ngoài, thì giảm áp bớt ở trong cái khoang màng phổi giúp cứu bệnh nhân. Chúng ta xa những cái cơ sở là gì để cơ sở y tế, để trong trường hợp bất đắc dĩ thôi. Và cái vị trí mà vị trí cấp cứu thì luôn luôn là ở khoang liên sườn 2 đường giữa đòn. Và chúng ta nhớ là khi mà chúng ta dùng kim hay là chúng ta phải xử lý những tình huống cấp cứu như vậy thì nó luôn luôn là ở bờ trên của xương sườn. Yeah. Còn nếu mà chúng ta đi ở bờ dưới của xương sườn là nó sẽ có nguy cơ là chúng ta chọc vào cái mạch động mạch liên sườn ở bên dưới của cái xương sườn đấy, là chúng ta có dẫn đến là bệnh nhân bị tràn máu màng phổi. Đấy, thì khi mà chúng ta chọc kim chúng ta nhớ là ở khoang liên sườn 2 nhưng mà chúng ta sẽ tựa ở trên gì? Bờ trên của xương sườn số 3 để mà chúng ta đưa cái kim vào trong khoang màng phổi. Vâng ạ, em cảm ơn cô ạ. Rồi, khi mà chúng ta đi lâm sàng ấy thì chúng ta đọc và chúng ta sẽ gặp các bệnh nhân, thì chúng ta sẽ còn có nhiều tình huống mà chúng ta áp dụng cũng như chúng ta cần hỏi hơn nữa. Đấy. Thế còn với cái bài học ngày hôm nay thì chắc là cô sẽ kết thúc cái buổi học ngày hôm nay ở đây. Thế còn các em học và trong quá trình đi lâm sàng mà có những cái câu hỏi gì thì với các cái thầy cô giảng thì các em có thể sẽ hỏi các cô thầy cô với cái tình huống cụ thể bệnh nhân như thế, thì các thầy cô sẽ trao đổi thêm cho các em, thì các em sẽ nhớ hơn và sẽ thuộc bài hơn nữa. Nhá, chúng ta sẽ nghỉ buổi học ở hôm nay ở đây.